Chú ơi, chú cứ hỏi cháu mẫu đơn ý, nhà cháu cũng có. Nhưng mà thực ra thời điểm này ý, cái cây này đang gọi là trong quá trình chỉnh sửa, cũng thực sự là chưa muốn bán lắm á. Bởi vì là bây giờ thì nó chưa ra hoa, tầm tháng 2 ạ. Như cái này ý, là xén một đợt nữa cho nó thật là dày dăm cái chỗ ụ này, và tạo dáng tạo kiểu trông nó dày giống như này. Cái ngọn này thì nuôi nó lên nữa thì cái cây nó sẽ rất là đẹp và rất là giá trị. Còn bây giờ nhìn thì phải có người phải kiểu có con mắt mà nhìn xa trông rộng thì mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Thế nhưng mà nếu mà chú ưng ạ, cái thể loại như này thì cháu để cho chú một đôi. Cây đẹp lắm chú ạ. Còn đâu cháu sẽ chọn cho một cặp tương xứng nhất. Cái gốc của nó khá to đấy chú ạ. Vanh gốc này thì cũng phải rơi vào tầm, để tí cháu đo, nhưng mà cái này thì to hơn ngón chân cái là cái chắc chắn luôn ấy. Còn chiều cao chú ạ, ví dụ như cao cây như cây này ạ, cây này cao là cũng phải tầm tầm mét mét 2 mét 3 tính từ mặt bậu mặt đất lên trên đến ngọn. Còn nếu mà tính từ đế của cái chậu lên đến ngọn nó cũng phải tầm mét 6 ạ. 6 mét 7. Đây chú ưng thì cháu sẽ chọn cho chú một cặp chú nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua mẫu đơn ta màu hoa. Đây để mình sẽ đây bắt đầu ra hoa rồi này. Đây màu hoa đây ạ. Tí có bông hoa đằng kia nữa. Thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Mẫu đơn thoát thân, sửa tán bụi, đẹp ạ.